Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2018, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 9 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp liên tục gặp phải nhiều khó khăn từ các thị trường cũng như sản xuất trong nước. Trước những khó khăn nội tại, ngành thủy sản cần làm gì để tháo gỡ những vướng mắc này? Đó là nội dung của chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, năm 2018, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Để đạt mục tiêu này, ngành cần phải có khoảng 200 tỷ con giống mỗi năm. Tuy nhiên, hiện nay nguồn cung con giống thủy sản đang là một trong những khó khăn của ngành. Vậy làm thế nào để đảm bảo nguồn cung con giống thủy sản? Doanh nghiệp thủy sản cần làm gì để vượt qua khó khăn này? Là nội dung của phóng sự ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Là một trong những doanh nghiệp nuôi trồng và cung cấp tôm nguyên liệu phục vụ cho hoạt động chế biến và xuất khẩu tôm. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, Tập đoàn Thủy sản Việt Úc đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, chọn giống và sản xuất tôm giống với quy trình công nghệ hiện đại. Có thể nói là Tập đoàn Việt Úc có những cái trải nghiệm rất là quý giá trong lĩnh vực này. Thì hiện nay chúng tôi là cái tập đoàn dẫn đầu ở ngành tôm giống Việt Nam với thị phần hơn 25%. Thì chúng tôi có được một cái lợi thế là có cái mạng lưới các cái quan hệ đối tác ở các nền thế giới tương đối tốt. Cái mạng lưới quan hệ với các cái viện trường hàng đầu thì cũng rất là tốt. Thì trên cái cơ sở đó chúng tôi có được những cái đầu mối liên lạc hoặc là những cái thông tin cần thiết mà mình cần. Thì thời gian vừa qua khi mà hình thành các cái khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao thì chúng tôi cũng đưa về rất là nhiều các cái công nghệ về nhà màng, công nghệ về lọc nước tuần hoàn, công nghệ về cho ăn tự động vân vân. Thì những cái công nghệ này khi mà chúng tôi ứng dụng vào trong sản xuất thì nó giúp chúng tôi nâng cái năng suất lên cao rất là nhiều lần. Việc nghiên cứu và chọn tạo thành công tôm giống không chỉ giúp đảm bảo nhu cầu nuôi trồng của doanh nghiệp, mà còn đáp ứng được nhu cầu thị trường. Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 2.422 cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ, với sản lượng khoảng 125 tỷ con. Về cá tra, nhu cầu giống năm 2017 dao động khoảng 1,9 đến 2,2 tỷ con. Đến nay, cả nước có 230 cơ sở sản xuất cá tra giống, với khoảng hơn 2,2 tỷ cá tra giống tập trung chủ yếu ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, và cung cấp cho nhu cầu thả nuôi của người dân. Đối với sản xuất giống cá rô phi, cả nước hiện có 236 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống sản xuất được 450 triệu con giống, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. Việt Nam và một số cái tập đoàn lớn, ví dụ như là tập đoàn Việt Úc, họ cũng đầu tư nghiên cứu và đến nay họ cũng đã sản xuất được cái tôm bố mẹ gọi là Made in Việt Nam để có thể cung ứng ra thị trường, và cái kỳ vọng của họ có thể là xuất khẩu sang một số quốc gia khác trong tương lai. Và một số cái viện nghiên cứu trường đại học cũng được chính phủ cấp kinh phí để tiến hành nghiên cứu để nhằm mục đích tạo ra được cái thế hệ bố mẹ của tôm thả chân trắng cho Việt Nam của chúng ta để giảm cái sự phụ thuộc vào nước ngoài. Và đối với các loài cá thì hiện nay chúng ta cũng có những cái nghiên cứu để sản xuất giống cá. Ví dụ như trên con cá tra thì ví dụ như viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 họ cũng có nghiên cứu để tạo ra cái đàn bố mẹ mà có chất lượng tốt hơn. Ta có cái bờ biển rất dài, đến trên 3.260 km, và chúng ta có tới coi như là rất nhiều cái hòn đảo lớn nhỏ và các cái vùng vịnh kín. Thì theo đánh giá thì đây là những cái khu vực mà chúng ta có thể là phát triển nuôi biển rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng thực tế là vừa rồi chúng ta là cái nuôi nhỏ lẻ vẫn nhiều, nuôi ven bờ vẫn nhiều mà chưa khai thác được cái tiềm năng đích thực của nó. Cho nên là chúng tôi mong muốn rằng là tới đây có nhiều các nhà đầu tư để chúng ta đầu tư đúng tầm để khai thác được các cái vùng biển tiềm năng của chúng ta để phát triển nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, để đáp ứng nguồn cung con giống cho ngành thủy sản, trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng đề án liên kết sản xuất giống cá tra ba cấp chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang. Theo đó, đề án giống cá tra ba cấp gồm đơn vị cấp 1, gồm viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp, có nhiệm vụ nghiên cứu chọn tạo cung cấp đàn cá tra bố mẹ có chất lượng cung cấp cho đơn vị cấp 2. Đơn vị cấp 2 gồm trung tâm giống thủy sản, các doanh nghiệp, trại giống, có nhiệm vụ nuôi cá tra bố mẹ và cho sinh sản ra cá bột. Đơn vị cấp 3 gồm trung tâm giống, các doanh nghiệp, các tổ hợp tác xã, các nông hộ, tiến hành ươm dưỡng giống cá tra từ bột lên hương và lên giống thông qua nhận đặt hàng từ các doanh nghiệp trong chuỗi liên kết. Đề án này được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2025 với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2018 đến năm 2020, các chuỗi sản xuất giống cá tra ba cấp đáp ứng 50% nhu cầu giống cá tra chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
nhu cầu toàn vùng là 2,2 đến 2,5 tỷ cá tra giống. Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025, các chuỗi sản xuất giống cá tra ba cấp chất lượng cao hoạt động ổn định, cung cấp 100% giống cá tra chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, với nhu cầu toàn vùng là 2,5 đến 3 tỷ cá tra giống. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cái chương trình giống ba cấp hiện nay là chính phủ và Bộ Nông nghiệp đang tiến hành thì cũng sẽ giải quyết tốt hơn trong những năm tiếp theo. Và như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một cái mức sản lượng mà nó cân đối và nó ít rủi ro, để trên cơ sở đó đảm bảo được cái vấn đề là vẫn cung ứng đủ cho thị trường, nhưng mà cũng không phải là tạo ra một cái hình thức nó dư thừa thì đâm ra cuối cùng là chúng ta sẽ bị thất thế ở thị trường đấy. Theo các chuyên gia, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, bản thân doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản cũng cần chủ động vùng nuôi để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. Thủy sản hiện nay đang là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn, tuy nhiên mặt hàng này đang gặp phải nhiều rào cản kỹ thuật từ các thị trường. Vậy làm thế nào để các doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ thuật, đạt mục tiêu xuất khẩu? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững, công bằng tại Việt Nam là một trong những dự án liên kết phát triển ngành tôm theo chuỗi của Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản bền vững Tổng cục Thủy sản. Mô hình liên kết sản xuất này được xem là xu thế tất yếu để phát triển thủy sản trong tương lai. Trên 2 năm triển khai dự án vừa qua thì chúng tôi đã tạo được một số kết quả ban đầu. Đó là đã ký kết được 20 năm cái liên kết tiêu thụ các sản phẩm đến thị trường quốc tế, 74 cái liên kết đầu vào và cải thiện cái công nghệ sản xuất trong nuôi tôm. Thì thông qua đó thì đã trên 5.000 người nuôi tôm tại đồng bằng sông Cửu Long được cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập. Và hình ảnh con tôm Việt Nam gắn với các sản phẩm sạch, sản phẩm có chứng nhận và có chứng nhận gốc thì cũng đã được tăng cường trên cái thị trường quốc tế. Thực tế, việc liên kết sản xuất giúp người nuôi chủ động hoàn toàn trong quy trình sản xuất cũng như đầu ra. Không những tạo ra chuỗi cung ứng sản phẩm hàng hóa đa dạng mà còn hỗ trợ công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu. Chỉ còn bằng cái cách là chúng ta bố trí tổ chức cái người sản xuất quy mô nhỏ vào thành các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác qua các cái đầu mối, xong sau đó là liên kết có thể là qua thương lái hoặc là có thể trực tiếp với các công ty thì cái công tác truy xuất nguồn gốc nó sẽ tốt hơn. Thì những cái khi mà ta có một cái mối liên kết như vậy rồi thì các yêu cầu của các cái thị trường khó tính như là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Úc thì lúc đó thì nó dễ dàng là chúng ta có thể vượt qua. Đối với những khó khăn do thẻ vàng thủy sản của EU, đại diện Tổng cục Thủy sản cho rằng các doanh nghiệp cần kiên quyết không sử dụng các sản phẩm từ EU. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo ngăn chặn tình trạng đánh bắt, khai thác trái phép, nhằm sớm gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản. Thứ nhất là bây giờ là chúng ta phải kiểm soát tốt cái tàu cá khai thác trên biển bằng cách là chúng ta phải có các cái tàu cá mà trên 15 mét, tức là trên 90 cv mà đánh bắt xa bờ, là chúng ta phải lắp các cái thiết bị, và đặc biệt là tàu từ 15 mét trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Thứ hai nữa là đối với lại hải sản mà khai thác thì phải có truy xuất được nguồn gốc. Và muốn vậy thì phải ghi nhật ký, chủ tàu và ngư dân phải ghi nhật ký và nộp cho cơ quan quản lý cảng cá. Thứ ba nữa thì chúng ta phải chấm dứt cái tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác vùng biển các nước một cách bất hợp pháp. Các chuyên gia cho rằng, để vượt qua những khó khăn, thách thức từ thị trường, điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp vẫn là chú trọng nâng cao chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn mà các nước nhập khẩu yêu cầu. Chuyện áp những chính sách về thuế của Mỹ thì muôn đời họ vẫn luôn như vậy. Nếu có vấn đề bây giờ, trước hết là mình phải duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm của mình vì lượng tiêu thụ. Ví dụ như cá tra của mình thì thị trường vẫn có đó, nhưng mình phải chứng minh bằng chất lượng với những yêu cầu của USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Cũng đưa ra nhiều yêu cầu để ngành thủy sản Việt Nam cũng phải áp dụng được. Tuân thủ những điều đó thì dần dần mình mới củng cố niềm tin được với người tiêu dùng Mỹ rằng sản phẩm của Việt Nam mình tốt. Liên quan tới việc Mỹ đánh giá điều kiện tương đương của các nhà máy ở Việt Nam, bà Nguyễn Ngô Vi Tâm, đại diện công ty thủy sản Vĩnh Hoàng cho biết, việc các nhà máy của doanh nghiệp được công nhận điều kiện với nhà máy tại Mỹ sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thâm nhập thị trường này. Do đó, các doanh nghiệp cần đầu tư về nhà xưởng, đáp ứng yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn của Mỹ. Ngoài ra, đối với Mỹ thì họ có cái chương trình là đánh giá cái điều kiện tương đương của cái cơ quan nhà nước Việt Nam và các cái nhà máy ở Việt Nam theo cái quy định của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Thì để đạt được cái những cái đánh giá này thì bản thân doanh nghiệp
cũng phải học hỏi thêm những cái quy định mới, những cái quan điểm mới về HACCP của Bộ Nông nghiệp Mỹ, đồng thời là cũng phải nâng cấp sửa chữa các cái điều kiện nhà xưởng, phải rà soát lại cái quy trình sản xuất của mình để mà đáp ứng được cái những yêu cầu về kiểm soát an toàn thực phẩm theo HACCP của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Nếu khắc phục được những hạn chế này, ngành thủy sản Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp cận được nhiều thị trường xuất khẩu lớn và đa dạng khác. Thưa quý vị, hiện sản phẩm thủy sản Việt Nam đã được xuất khẩu vào hơn 160 quốc gia vùng lãnh thổ với kim ngạch mỗi năm đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các sản phẩm thủy sản hiện nay vẫn còn thiếu thương hiệu. Do đó, để ngành hàng tỷ đô này phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì ngành thủy sản cần gấp rút xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm. Là doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn của Việt Nam, những năm qua công ty thủy sản Vĩnh Hoàng đã không ngừng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm xuất khẩu. Nhờ có thương hiệu, doanh nghiệp này đã có nhiều thuận lợi trong quá trình phát triển thị trường. Ngoài Mỹ thì Vĩnh Hoàng trong những năm qua cũng phát triển mạnh những thị trường, có thị trường như là Anh, châu Âu, có thị trường Nhật, thị trường Trung Quốc. Đây là những cái thị trường lớn và phát triển nhanh trong những năm qua. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chú trọng là phát triển thêm cái dòng sản phẩm giá trị gia tăng, cũng đã đạt được những cái thành công nhất định. Cái tỷ lệ tăng trưởng cái mảng giá trị gia tăng trong năm 2017 nó cũng tăng gần 50% so với lại năm ngoái, và năm nay chúng tôi dự kiến là cũng sẽ bán được những cái sản phẩm giá trị gia tăng mới để mà tạo ra cái lợi nhuận bền vững hơn cho doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, việc xây dựng thương hiệu thủy sản thành công sẽ giúp sản phẩm có giá thành cao gấp đôi. Cụ thể, trong chuỗi giá trị cá tra, nếu sản phẩm không có thương hiệu, nhà phân phối gần như nắm quyền kiểm soát. Nhà sản xuất Việt Nam chỉ nhận được 1/3 giá trị thực của cá tra, phần còn lại thuộc về nhà chế biến phân phối nước ngoài. Nghĩa là người sản xuất gồm người nuôi và người chế biến trong nước chỉ nhận được 1/3 trong số doanh thu nhận về cho 1 ký cá tra. Trong đó, người nuôi nhận được 8% và người chế biến nhận được 23%. Do đó, nếu như xây dựng thành công thương hiệu cho sản phẩm này, lợi nhuận người nuôi sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, các sản phẩm có thương hiệu cũng sẽ đảm bảo tốt hơn các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì rõ ràng là những cái quốc gia mà họ đi trước chúng ta trong cái vấn đề xuất khẩu thủy sản sang các nước khác, thì rõ ràng cái vấn đề xây dựng thương hiệu là rất là quan trọng. Vì cái thương hiệu mà nó đảm bảo được cái vấn đề chất lượng, đảm bảo cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và được cái người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới tin dùng, thì rõ ràng chúng ta sẽ nâng được cái giá trị của nó lên. Thực tế, việc xây dựng thương hiệu xuất khẩu để người tiêu dùng có thể nhận biết và nâng cao giá trị thương hiệu cần phải có sự tham gia, hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp chủ sở hữu thương hiệu. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần phải thông qua cơ quan đại diện ngoại giao, qua các kênh thông tin của chính phủ để quảng bá các sản phẩm của mình, đặc biệt là cần thông qua các kiều bào tại các quốc gia này để làm cầu nối đưa sản phẩm của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường thế giới. Đòi hỏi là hướng tương lai thì cần phải có cái sự hợp tác hơn nữa, sự nỗ lực hơn nữa giữa các doanh nghiệp, giữa các cái tác nhân ở trong cái chuỗi giá trị sản xuất cá tra, từ con giống, từ thức ăn, từ hồ nuôi, từ các doanh nghiệp chế biến, và đẩy mạnh các cái hoạt động xúc tiến marketing bán hàng, quảng bá các sản phẩm, xây dựng hình ảnh chiến lược, xây dựng hình ảnh thương hiệu của sản phẩm cá tra và sao chúng ta. Những người trong ngành cũng cho biết, xây dựng thương hiệu tập thể cho thủy sản Việt Nam là việc làm cần thiết nhưng không hề dễ dàng. Việc này đòi hỏi nỗ lực của rất nhiều doanh nghiệp và của cả các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, Việt Nam cần có những biện pháp thiết thực hơn để tạo dựng uy tín và hình ảnh của mình thông qua thương hiệu tập thể, để tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường thế giới. Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.